Ngày 6 tháng 12, tin từ Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, liên quan vụ cá độ bóng đá mùa quân cướp gần 600 tỷ đồng, hai chuyên viên của hai sở ở Đắk Nông vừa bị bắt do cầm đầu và tham gia đường dây cá độ bóng đá. Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 11 năm 2022, Lương Ngọc Thành, sinh năm 1993, chuyên viên phòng quy hoạch giao đất ở Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đắk Nông đã bàn bạc thống nhất với Huỳnh Kim Trí và Lê Duy Tú, cùng sinh năm 1993, cùng ngụ tỉnh Đắk Nông, nhận tài khoản cá độ bóng đá qua mạng Internet để tổ chức đánh bạc trong mùa quân cướp 2022. Sau đó, Trí thông qua một người tên Vũ để liên hệ với tổ chức cá độ bóng đá tại thành phố Hồ Chí Minh, nhận tài khoản quản lý cá độ bóng đá với tổng hạn mức 50.000 điểm, mỗi điểm 11.000 đồng. Sau khi Trí nhận tài khoản cá độ bóng đá, các đối tượng thống nhất vai trò của từng người tạo nhóm trên Zalo Upin để tổ chức cá độ bóng đá. Trong đó, Thành đóng vai trò điều hành, đưa ra quy tắc để những người tham gia cá độ thực hiện. Trí phụ trách quản lý tài khoản đại lý cá độ. Tú và Nguyễn Ngọc Trúc Thanh, sinh năm 1985, ngụ tỉnh Đắk Nông, phụ trách tìm kiếm người tham gia cá độ và giao dịch tiền thắng thua với con bạc. Đến ngày 2 tháng 12, Công an tỉnh Đắk Nông bắt quả tang Trí đang giao tài khoản cá cược với Phạm Minh Nhật, sinh năm 1987, ngụ tỉnh Đắk Nông và nhận số tiền 5 triệu đồng, đồng thời triệu tập làm việc với các đối tượng trên. Trong quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng bắt 17 đối tượng liên quan, trong đó Nguyễn Ngọc Trung, sinh năm 1990, chuyên viên phòng quản lý đo lường, trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đắk Nông, bị bắt do trực tiếp tham gia cá độ bóng đá, nhiều trận đấu đặt cược số tiền trên 5 triệu đồng. Theo Công an tỉnh Đắk Nông, số tiền cá độ ban đầu được xác định gần 600 tỷ đồng. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng.